Xin chào cả nhà. Số người ở Hải Phòng bên em lại hôm nay lại tiếp tục lên sóng thanh lý cho các bác dòng nồi áp suất Tefal dung tích 6 lít nha các bác nhá. Đấy, và hôm nay em thanh lý với giá là 1,5 triệu và 1,6 triệu bao ship cho các bác này. Lồi đã test kín hơi nhanh như bảo hành cho các bác 3 tháng, dòng đun từ ok nha các bác nhá. Bây giờ em sẽ quay chi tiết từng em để cho các bác theo dõi. Đây em lên cho các bác một con này, mã số 10 nhé các bác nhé. Inox đẹp sáng bóng luôn các bác nhìn này. Inox đẹp sáng bóng. Mặt bên trên là không vỡ, không vỡ, không nứt, không cháy nhé các bác nhé. Không vỡ, không nứt, không cháy. Con nào vỡ, nứt, cháy em báo luôn nha các bác. Nói yên tâm. Không vỡ, không nứt, không cháy. Van xả zin 100%. Đấy, dòng gioăng này em đã thay bằng dòng gioăng Hàn Quốc nha các bác nhé. Bao kín hơi, bao xỉ, bảo hành 3 tháng, bao giỏ nước. Đấy, dòng gioăng này các bác dùng sử dụng cực kỳ yên tâm luôn. Mặt inox đẹp sáng bóng luôn nhé các bác nhé. Đây các bác nhìn này, inox bên trong này. Đây. Các bác nhìn nổi đẹp chưa? Tay chân còn rất chi là mới, vẫn thanh lý cho các bác. Make in France dung tích 6 lít, chân tay đẹp bóng loáng luôn nhé các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Cái này mã số 10 nhé các bác nhé. 1,6 triệu em bao ship cho các bác này. Gioăng đẹp, các bác nhìn mặt inox bên trong đẹp không? Sáng bóng luôn. Gioăng mới các bác sử dụng cực kỳ yên tâm với cái dòng gioăng này, nó dày. Em bảo hành cho các bác 3 tháng. Tay chân đẹp xuất sắc, đáy này mới không? Inox hai đáy dày lặng đun từ ok. Thanh lý cho các bác 1,6 triệu mã số 10. Tiếp theo mình cho các bác con này mã số 09 thì các bác này. Mặt inox các thứ không vỡ, không nứt, không cháy, tem mác còn nguyên, van xả zin xịn 100% nhé các bác nhé. Con này mã số 09 em thanh lý cho các bác 1,5 triệu. Van mới. Hôm nay em lên toàn bộ là van mới nhé các bác. À, gioăng mới nhé các bác nhé. Các bác yên tâm rằng cái dòng gioăng này dùng cực kỳ bền luôn. Em bảo hành cho các bác. Lồi bên trong đây các bác. Con này thì hơi bị chảy xước một chút. Chả hiểu không sao, bên ngoài thì đẹp vô cùng là đẹp luôn các bác nhìn này. Lồi cực kỳ là đẹp luôn, tay chân còn mới. Mới ơi là mới luôn nhá. Các bác nhìn này, nồi này mới kính con luôn. Không hiểu vì sao bên trong nó lại chảy, hơi bị chảy như thế này. Vì vậy em thanh lý cho các bác con này với giá này, mã số 09 1,5 triệu. Mã số 09 1,5 triệu các bác nhá. Bao ship cho các bác, bảo hành cho các bác 3 tháng. Mã số 09. Tiếp theo em lên cho các bác con này mã số 08. Con này bạn 1,6 triệu này các bác này. Toàn bộ mặt lắp nhựa bên trên không vỡ, không nứt, không cháy, van xả zin 100%. Gioăng cao su mới nha các bác nhé, mặt inox đẹp. Đây lồi bên trong đây các bác nhìn này, lồi bên trong này. Con này inox đẹp sáng bóng nha các bác nhé. Con nào chảy nhiều em báo. Đây các bác nhìn toàn bộ inox bên ngoài này. Tay chân đẹp mới không. Lồi inox hai đáy dày lặng đun từ tốt, cực kỳ tốt luôn. Dòng này linh siêu nhanh nhừ nha các bác nhé. Dòng này toàn bộ là áp của nó là 140 kVA. Linh siêu nhanh nhừ và tiết kiệm điện này. Mã số 08 1,6 triệu. 1,6 triệu bao ship. Tiếp theo em lên cho các bác con này, mã số 06 này, 1,6 triệu bao ship này. Toàn bộ phần nắp nhựa bên trên đẹp nhé, không vỡ, vỡ không nứt, không cháy. Van xả zin 100%, tem mác còn đầy đủ. Đấy. Gioăng cao su mới. Mặt inox đẹp sáng bóng. Đây lồi bên trong đây các bác nhìn nhá. Inox sáng bóng không chảy xước này. Tay còn mới nguyên. Inox này. Mới kính con luôn. Còn em đang bán cho các bác giá là 1,6 triệu này, mã số 06. 1,6 triệu bao ship cho các bác, bảo hành cho các bác 3 tháng, nồi đã chắc kín hơi nhanh nhừ. Mã số 06 các bác nhé. Tiếp theo, em lên mã cuối cùng, mã số 07 này các bác này. Con này 1,5 triệu nha các bác nhé, con này 1,5 triệu. Toàn bộ phần lắp nhựa bên trên cũng không vỡ, không nứt, không cháy, van xả zin 100%. Đây lồi bên trong đây, đây gioăng cao su mới. Con này lòng bên trong đây các bác nhìn này. Nó không được đẹp mấy. Đây, xấu hơn những cái con kia một chút. Đại loại là giá 1,5 triệu so với dòng 1,6 triệu nó sẽ xấu hơn một chút. Cái lòng bên trong nó sẽ xấu hơn một chút. Tay còn rất gì là mới nhá các bác nhá. Tay còn cực kỳ là đẹp luôn. Không vỡ, không nứt, không cháy. Này, lồi đẹp chưa. Đấy, chỉ cái lòng bên trong này về bác nào chịu khó vệ sinh kỹ lại một chút là ok mà. Con này em thanh lý 1,5 triệu này. Mã số 07 nha các bác này. Rồi em lên 5 nồi. Từ mã số 06 đến số 10. Bác nào lấy con nào thì alo em. Số điện thoại 0934230664 các bác nhé. Cái dòng này được sử dụng như sau, 5 con này nó giống nhau y xì, em hướng dẫn các bác một cái nhé.
Trên cái phần nắp van này các bác nhìn này, nó có một cái hình cái nồi này và một cái hình xả hơi. Khi các bác đặt vào như này cho em này, đặt cái hình nồi đối diện với cái chấm ở trên cái phần nắp vung này là đun. Xả hơi đi thì các bác xả về cái hình này. Đấy, cái hình như cây cây thông ấy các bác ạ. Nguyên tắc hoặc là nguyên lý hoạt động của chúng nó này, khi đun áp căng phát cái phao đỏ này nó đẩy lên bằng mặt các bác nhé. Hơi thừa nó được đẩy qua đây. Đấy. Lồi mà không đạt tiêu chuẩn là nó sẽ xì hơi xung quanh này. Đấy là không đạt tiêu chuẩn. Còn đâu mà nguyên lý của nó là cái phao này sẽ đẩy lên hơi thừa đẩy qua đây. Khi đun áp căng một phát là phao đẩy lên một cái là hơi thừa nó đẩy qua đây ngay. Vì vậy các bác đang đun thì các bác giảm nhỏ lửa đi nhá. Ví dụ các bác đang đun số 10 các bác giảm cho em xuống còn 5 6. Đấy, các bác đun chỉ cần 10 phút thôi là bắt đầu tất cả xương các thứ là dừ luôn. Áp con này cực căng luôn, 140, 5 con này áp đều 140 hết nhá các bác nhé. 5 con này cách sử dụng như nhau. Đấy. Có nào lấy thì alo em, số điện thoại 0934230664. Các bác cọc trước lên đơn nhé, cọc cho 100.000 và lại nhận hàng được, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Rồi, em xin chào các bác ở các video sau.